Chả Ngọc Ánh ở 305 Xã Đàn nhá. Đúng chỗ ngã năm Xã Đàn đấy các bạn ơi. Đây nha, đây là bốn suất bún chả mang về nha các bạn nhé. Đây mua được ra cửa hàng bún chả nổi tiếng ở đầu phố Xã Đàn, mua bốn suất mang về. Đây, thời giai đoạn dịch này chỉ mua mang về ăn thôi, không ăn được ngoài đấy được. Đây là rau sống này. Đây là bún này. Vì rau sống mà chúng ta mang về nhà thì có cái hay là chúng ta được rể rửa lại, ngoài ăn ngoài rất là sạch. Còn đây là bốn suất chả lẫn, bốn suất chả lẫn với nước này, đầy đủ rồi nhé. Cái chả lẫn là gồm có chả miếng này, đây chả miếng nhá, đây chả băm này, và đầy đủ nước cũng rất là ngon luôn. Ủa, quá nhiều thịt luôn. Suất này mình mua vừa rồi là 35.000 một suất, rất là rẻ luôn. Bún chả 35k một suất. Mua về nhà ăn thì mình cứ để vào một cái âu lớn rồi xong rồi múc ra bát con ăn. Mời mừng cả nhà nhá. Đây các bạn nhá. Đây. Múc ra bát ăn cơm đây, còn rất là nhiều, bốn suất mỗi người một bát rồi nhưng vẫn còn rất là nhiều nhá. Suất bún chả này 35k. Đấy, rau sống này. Miếng chả băm này. Miếng chả. Chả miếng này. Ngon chưa? Thêm một ít bún nhá. Đấy, các bạn thấy ngon chưa? Đấy nhá. Nước quán bún chả nhà này rất vừa ăn luôn. Ngon tuyệt vời các bạn. Chả miếng đi nhá. Bún chả này nhà bác này bác quạt tay luôn nhá, quạt tay tất cả luôn. Chúng ta gắp thì rau sống này, cho thì rau sống nhá, cho thì rau sống, cho một chút bún, thử miếng chả băm. Ngon tuyệt vời. Bún này rau sống à. Bún. Đấy. Ăn gần hết. Gần hết rồi. Ủa, ngon rồi, ngon quá, ngon quá. Ngon quá.